trước kiểm tra thì sẽ kiểm tra tăng tác sẽ rất nhanh. Nếu có cái chiều sâu chắc là cái chiều rộng. Trong một trường hợp góc mở của cái dòng dọc cách này không nhỏ, không quan tâm đến cái dòng trắng, nó mở, nó mở
Đúng không? Hết thời gian hành trình như này. Công tác hành trình của anh đây là cái công việc của trên này. Cách tối thiểu phía dưới là 100 km hành trình. Chúng ta phải lớn. Để nó có bộ chế của phần di chuyển. Nhưng nó luôn quá có cái khi vận tốc của anh đang quay nó vẫn phải có đà mà cho anh đi liên tiếp một tí mà. Đi dừng được. Thế thì cho nó an toàn. Cái này nếu như mà sử dụng bộ phận khống chế cơ bản thì cho phép là không quá 15%. Nghĩa là chúng ta đang nâng là 1 tấn thì chúng ta nâng là 1 tấn 150 kg. Cái này nó tương ứng với từng tải trọng động với cái kiểm định của cái bảng. Đó là 1,15 và một cái là 1,25. Đây là tải trọng cho phép của chúng ta là làm việc là những đây là 1 tấn nhé. Thì thử cái này là thử làm việc vận hành này. Thử quá tải của thử động đấy. Thế này là thử biết nhé. Thì khi thử tích thì là treo tải là 1,25 lần còn đậm là 1,5 lần. Do đó cái công tác trong chương trình thì cũng có trạng thái cái số là 15% chỗ này, nghĩa là không thể vượt quá cái giá trị của cái thử tải, đúng không ạ? Tương ứng được bộ tại sao nó có cái số 1,5 chỗ này. Một cái yêu cầu với những cái điều kiện vâng vâng, cái cơ bản nhất là cái phần vỏ chạm vỏ cái khác vân vân. Và đây là chỉ cho phép điện 380V thì chúng ta đương nhiên là sử dụng điện 380V rồi, là 33. Riêng cái điều kiện gián tiếp tay rời của anh nó phải gián tiếp, còn ấn công tác trực tiếp của phía trên là trực tiếp. Thì cái điện áp ở đây là không còn 4 ngàn nhưng mà tránh cái giật trên người, đúng không ạ? Tránh cái giật trên người. Cái này lưu ý cái chung thì kể đấy. Nếu mà theo cái quy chuẩn 13 thì người ta có 4 chồng. Tức là theo quy chuẩn này, 3 năm 1 lần được quy định này, với tần suất làm việc trung bình thì sẽ không có số khác. 1 năm, đối với bao nhiêu tần suất cao và phải xuống, thì chúng ta mang bao nhiêu tần suất.
Sau khi mà anh cháo ra